Xôn xao, dàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, dàn hàng quay phim chụp ảnh gây náo động. Mới đây, một đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại việc một đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội gây bất bình. Theo đó, dàn xe rước dâu dàn hàng ba trên đường, cô dâu chú rể xuống xe đứng chụp ảnh. Hành động này của cô dâu chú rể và ekip đón dâu đã khiến giao thông tại khu vực bị tắc nghẽn, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Theo nhiều người bình luận, đây là đám cưới của một hot tiktoker diễn ra ở Hải Dương. Cùng thời điểm, trên kênh của một idol top nổi tiếng quê Hải Dương với gần 120.000 lượt người theo dõi cũng đăng tải đoạn clip với tên dàn xe đi đám cưới với dàn xe sang tương đồng với clip ở trên. Trong clip của tài khoản này, dàn xe rước dâu này xếp hàng quay phim, chụp ảnh trên nhiều tuyến đường khác nhau. Rất nhiều cư dân mạng đã tràn vào kênh này để lại bình luận bày tỏ không hài lòng về việc cô dâu chú rể chụp ảnh giữa đường như trong sân nhà mình, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông như vậy. Hiện tài khoản này đã xóa hết các bình luận dưới clip, vụ việc vẫn đang được rất nhiều người quan tâm. Còn bạn thấy sao về pha đám cưới dựng xe sống mạo giữa lòng đường gây phản cảm này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.